Với cái logo này, để vẽ cho nó dễ thì chúng ta phân tích nó ra xem thử là nó bao gồm những cái gì. Như vậy, cái hình lát chả này trong này mình có không? Không có. Vậy cái gì mình có trước? Cái gì mình có thể có trước? À, tam giác, đúng rồi. Tam giác được vẽ từ đâu? Polygon ha. Và nó là ba cạnh. Ba cạnh. Và chúng ta vẽ xuống ở đây. Các bạn chọn control để cho nó vẽ tam giác đều. Được chưa nào? Tam giác đều. Rồi sau khi mà chúng ta có tam giác đều rồi thì chúng ta làm sao để cho nó cái này thì cho nó màu đỏ đi, để cho nó khác khác cho nó dễ. Đó, mình cho cái kích thước cho nó lớn gần bằng nhau. Rồi ok. Sau khi mà chúng ta có được cái tam giác rồi, chúng ta muốn thành cái lát chả này thì chúng ta làm gì? À, cái này là mình quay cũng được, mình đối xứng cũng được ha. Như vậy các bạn thử làm đối xứng đi. Hồi nãy mình quay rồi. Đối xứng object. Đây, quay đây, đối xứng đây. Đối xứng, mình đối xứng này theo trục ngang, theo trục nằm ngang, và tâm đối xứng nằm ở phía dưới. Tạo một copy. Ok. Như vậy là mình đã có được một copy nè. Đó, được chưa? Như vậy chỗ này mình rub lại. Mình rub lại nó thành một rub ha. Rub object. Rồi. Bây giờ mình làm sao để mình có được hai cái bên này? Tâm xoáy về đâu? Về đây. Xoay một góc bao nhiêu độ? Tổng cộng là 360 mà chia làm 3, 120 độ. Tạo hai đối tượng luôn cho một lúc. Xong chưa? Rồi gõ chữ vô là xong. Mitsubishi. Rồi các bạn làm lại hai cái logo đó giúp